Hello, xin chào 500 anh em trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay điều đặc biệt mình muốn đưa đến cho anh em không phải một chiếc xe tải mới nha. Đây là một chiếc xe tải cũ nhưng mà nhìn cũng vẫn còn ngon trai lắm anh em. Một chiếc xe tải ba chân, một cầu thật và tải trọng nó là 15 tấn. Giá rất là rẻ so với những cái phiên bản mà chính hãng á, thì cái giá của nó vô cùng rẻ luôn anh em. Với cái phiên bản này thì Thaco mà anh em biết rồi đó, chạm bảo hành bảo dưỡng khắp mọi nơi. Tuy nó không phải là một cái dòng xe của Nhật hay là của Hàn Quốc hay là thương hiệu gì đó, nhưng mà đối với Việt Nam thì rất là ưa chuộng và rất là dễ xài và cũng rất là bền, có thể dễ dàng bảo trì bảo dưỡng và thay thế phụ tùng. Chạm bảo hành bảo dưỡng của Thaco khắp mọi nơi, cho nên khi anh em mua chiếc xe này anh em cũng có thể hoàn toàn yên tâm nha. Thì bên mình đang bán cái dòng xe này với mức giá rất là ưu đãi, khoảng 500 triệu thôi nha anh em. Đó, bao rút hồ sơ cho anh em luôn, sang tên thì anh em giúp mình sang tên dùm nha. Nhưng mà giá 500 triệu thì còn thương lượng nha anh em, chứ không phải là cứng. Nếu anh em có thiện chí thì mình có thể đến ngay hoặc liên hệ đến ngay chỗ mình để xem xe, có thể liên hệ trực tiếp với mình hay số điện thoại 0937 965 342 để bên mình có thể tư vấn cụ thể hơn cho anh em về con xe này nữa. Thì ngày hôm nay mình với anh em sẽ cùng nhau tìm hiểu một cách chi tiết về một con xe cũ như thế này, thì nó sẽ còn tốt hay không hay là như thế nào. Mình sẽ quay giới thiệu sơ lược cho anh em để trước khi đến xem xe, mua xe thì mình quan sát trước để mình có thể là ưng ý thì mình sẽ gọi ngay cho mình nha. Rồi, mình với anh em cùng nhau tiến hành khám phá con xe này nha. Đây, cực phẩm của chúng ta đây anh em. Nhìn rất là hoành tráng, rất là đồ sộ luôn ấy. Với cái dòng xe tải Thaco thì cũng rất là quen thuộc với anh em rồi. Đó, xe tải Thaco của Việt Nam chạy cũng rất là nhiều, thì cũng rất là quen thuộc rồi. Thì hôm nay mình sẽ chỉ quay sơ sơ và giới thiệu sơ sơ cho anh em để anh em được nắm thêm. Còn anh em muốn biết thêm chi tiết và muốn xem xe thì có thể liên hệ ngay với mình theo số điện thoại 0937 965 342. Thì cũng như là cái mặt ca lăng phía trước anh em thấy cụm đèn của nó cũng khá là ổn đó, cũng còn ổn đó. Khách hàng đã gắn thêm cái bộ trợ lực đèn thế nè, ngay cái biển số này anh em, hai cái bóng rất là LED, rất là siêu sáng. Thì xe sản xuất 2015 mà, thì nhìn nó cũng phải hơi cũ cũ đúng không anh em. Xe này chạy cũng được 5 năm rồi đó. Thì Thaco Omen thì một thương hiệu cũng nổi tiếng rồi, cái máy của nó đến từ cái hãng Foton rồi. Thì Foton là một cái thương hiệu động cơ cũng nổi tiếng ở bên Trung Quốc đó anh em. Đây thì gương thì nó chỉ gương chính, gương phụ, với lại nó không có gương cầu quan sát phía trước đó. Nhưng mà cái tầm cabin này thì nó cũng khá rộng rồi, anh em quan sát cũng rất là thoải mái rồi. Có cái gương quan sát bên hông, đây là màu xanh rêu đó. Có hai bậc lên xuống đó. Thì xe này với cái tải trọng của nó đó anh em, đây nè, mình chỉ cho anh em coi, 8 tấn 6, đó là tự trọng. Tải trọng là 14 tấn 3, và tải tổng tải trọng cho phép nó là 23 tấn nha anh em. Đó, một chiếc xe 3 chân 15 tấn khá là khủng như thế này. Giá cũng rất là rẻ, chỉ khoảng 500 triệu thôi nha anh em, và có thể thương lượng. Đấy, bánh rất là to. Bánh này thì đường kính của nó anh em, đường kính mâm của nó đó, thì nó là 20 inch và bánh 10, cũng khá là lớn. Đó, nhìn cũng vẫn còn ngon lắm anh em. Thùng mui bạc, mở 1, 2, 3, 4 cái bửng nha. Đấy, nhìn bề ngoài cái thùng nó cũng còn ổn lắm ấy. Đấy, xe thì khung gầm khá là cao nè, sử dụng phanh khí nén nè. Đó, đây mình sẽ chiếu cho anh em coi. Cầu này là chỉ là cầu láp thôi, phía sau thì nó chỉ có một cầu thôi, một cầu giả nha, không phải là cầu mà là cái trục thôi. Để mình chiếu cho anh em coi nha, chỉ một cầu thôi, ba chân một cầu. Đây, phía sau thì nó là cái bộ giảm, nó có cái bộ giảm sốc nè, bầu hơi nè, để chịu thêm tải cho cái chân phía sau nè. Đó, có thắng lốc kê nè, cái bầu phanh thắng lốc kê nè.
nhíp nó cũng khá là cứng cáp luôn đó anh em. Đó. Để mình quay phía trước cho anh em coi cái cầu chính của nó nha. Đây. Đây là cái cầu chính của nó này anh em. Khá là to. Đó. Dàn nhíp cũng siêu khủng luôn. Thì bánh cũng vẫn còn ngon lắm, chỉ hơi mòn mòn một tí xíu thôi. Đó. Bánh xe thì nó cũng chỉ hơi mòn mòn một tí xíu thôi. Với cái dòng xe tải lớn này thì chạy hàng hóa đường xa thì nó cũng hơi nhiều, nên nó hơi mòn một tí xíu. Nếu anh em về anh em có thể dọn lại một tí xíu, hoặc có thể để chạy luôn vẫn được, nó vẫn cũng còn bền lắm đó anh em. Đây là cái thùng của nó, khung xi khá là dài luôn đó anh em. Rất là cứng cáp. Đó. Thì xe cũ mà như vậy mình thấy nó cũng khá là ổn rồi đó. Bây giờ mình sẽ cùng anh em khám phá cái nội thất của nó nha, rồi tiếp đến mình sẽ tìm hiểu về cái thùng cũng như là cái phần động cơ của nó nha anh em. Chúng ta sẽ đến từng chi tiết một. Đây, giờ chúng ta sẽ mở cửa để khám phá cái phần nội thất của nó. Đây anh em, thì xe này đời cũ rồi nên nó chỉ kiếm quay tay thôi chứ không có chỉnh điện nha. Hai bật lên xuống nè. Đó. Đây. Nội thất của chúng ta, của cái con xe siêu phẩm này anh em. Với vốn đầu tư cũng khá rẻ, chỉ khoảng 500 triệu là anh em sở hữu được con xe này. Đó, riêng cái dòng mấy cái dòng xe mà chính hãng mà ba chân kiểu này giá rất là cao. Đó, xe này thì được cũng ba chỗ ngồi nha. Xe này ba chỗ ngồi và có một cái giường nằm phía sau nha anh em. Đó. Xe trang bị máy lạnh sẵn theo xe rất đầy đủ. Đó. Xe này thì nếu đầu tư mua để kinh doanh khởi nghiệp thì rất là ok. Đấy, số thì nó hơi mờ một tí xíu rồi. Đấy. Xe này chạy lâu rồi cho nên 5 năm cho nên số nó hơi mờ nha anh em thông cảm. Đó. Thì xe này chín số tiến, một số lùi nha. Nó có số C này, đó. Như R, như 8, chín số tiến và một số lùi. Máy lạnh sẵn theo xe rất là đầy đủ. Đó. Không gian nội thất cũng khá là rộng. Và cũng nhìn còn ổn lắm á anh em ạ. Đó, ghế bục da rất là sang trọng, giường nằm này cũng còn rất là thoải mái. Phần nội thất nó nhìn cũng khá là ổn anh em. Đấy. Rất là đẹp. Nếu anh em quan tâm thì có thể liên hệ ngay với mình nha, với cái dòng xe tải cũ Haco này. Đấy. Ok anh em, mình với anh em đã vừa tìm hiểu xong cái phần nội thất của nó, cũng khá là ổn đấy. Bây giờ mình với anh em sẽ tìm hiểu về cái động cơ của nó nha. Đây, siêu phẩm của chúng ta đây anh em. Cái khối động cơ của nó nè, động cơ đến từ thương hiệu Trung Quốc Foton với 6 xi lanh 4 kỳ. Đó, 6 xi lanh thẳng hàng. Và dung tích của nó là 6 lít. Và nó có thể đạt công suất tối đa của nó anh em cũng hơn 200 mã lực ấy. Đó, cũng khá là ổn đấy. Rất là ngon, rất là đẹp. Động cơ máy móc khô rang, xem máy lạnh sẵn theo xe. Nó đầy đủ nha. Ra cơ. Đó. Cơ nó cũng khá là ổn đó anh em. Xe này thì động cơ chưa bung sữa gì nha, cũng vẫn còn ngon lắm ấy. Tốt. Đấy. Nếu anh em hay thích thì có thể liên hệ ngay với mình. Nhìn cũng còn rất là ngon, rất là tốt, rất là đẹp. Đó là cái khối động cơ của nó đó anh em. Rồi, mình với anh em sẽ tìm hiểu về cái phần thùng xe nha. Thùng xe thì con xe này cái thùng nó dài 9,5 m, chiều ngang của nó là 2,380 m và chiều cao của nó là 2,150 m nha anh em. Khá là lớn, khá là rộng. Đây, thùng thì nó chỉ một lớp thôi, bửng nó một lớp thôi, lớp thôi. Đây, thùng của nó đây anh em, lớp ngoài nóc được sống, có khung xương chuồng heo và sàn sắt thôi. Thì xe này chạy 3 năm rồi nên nhìn nó cũng còn hơi cũ. Xe này chạy 5 năm rồi cho nên nhìn nó hơi cũ về cái phần thùng,
thì anh em mua về anh em có thể sơn phết lại là nó vẫn đẹp, để như thường anh em. Bạc thì nó bắn anh em thấy không, bạc thì vẫn còn ngon lắm đấy chứ, đó khung xương rồi thì nó vẫn còn cứng cáp, vẫn còn ngon lắm. Anh em mua xe này thì cũng rất là ok, rất là ổn đấy nè. Đó, một con xe Taco rất là tuyệt vời đấy, 15 tấn 3 chân. Ok anh em, mình với anh em đã vừa tìm hiểu xong cái con xe này, khá là ổn đấy anh em. Đó, đầu tư một con xe với giá thành cũng rất là rẻ, cũng khá là ổn. Ok anh em, mình với anh em vừa tìm hiểu xong cái con xe Taco 3 chân tải trọng 15 tấn này, một cầu thật, với mức giá bên mình bán 500 triệu rất là hợp lý. Nếu anh em cảm thấy thích chiếc xe này, cứ liên hệ ngay với mình, số điện thoại 0937 965 342, để mình có thể tư vấn và cùng anh em thương thảo lại cái giá và có thể thương lượng với anh em về cái phần giá cả nếu anh em có thiện chí. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em cũng như là các bạn trong những cái video giới thiệu về xe tiếp theo của bên mình, với cái dòng xe tải cũ và xe tải mới. Xin chào anh em.